sẽ ra mắt cuối năm nay. Báo cáo mới từ DC Times dựa trên thông tin từ chuỗi cung ứng của Apple cho biết, táo khuyết đang lên kế hoạch cho mẫu iPhone giá rẻ dùng màn hình LCD có thể ra mắt cuối năm nay hoặc đầu năm 2021. Chiếc iPhone này được cho là phiên bản nâng cấp từ iPhone 9 hoặc iPhone SE 2, nhưng có màn hình lớn hơn. Apple vẫn chưa hoàn thiện thiết kế, nhưng đã có hai phương án lựa chọn dành cho iPhone 9 Plus. Phương án một là iPhone có màn hình 5,5 inch có viền dày và nút Home tích hợp Touch ID trong khi tùy chọn thứ hai sẽ là màn hình 6,1 tinh với viền mỏng và Face ID tai thỏ. Nguồn tin này cũng cho rằng, Apple đang quyết định lựa chọn mẫu iPhone cải tiến từ iPhone 8 Plus hoặc iPhone XR để nâng cấp iPhone 9. Các thông tin về tên gọi cũng như giá thiết bị này vẫn chưa được công bố, mặc dù nó có thể được gọi là iPhone 9 Plus và có giá khoảng 499 đô la Mỹ. Theo các nhà phân tích dự đoán, tháng trước, nhà phân tích nổi tiếng Minh Chi Kuo cũng đưa ra các dự đoán tương tự. Mặc dù ông Cuo cho rằng chiếc iPhone giá rẻ ra mắt sau iPhone SE 2 có thể phải chờ đến quý 1 năm 2021, Cuo cũng cho rằng iPhone 9 Plus sẽ có thiết kế toàn màn hình với viền giống iPhone XR và có tai thỏ được thiết kế nhỏ hơn so với hiện tại. Lý do là Apple đang lên kế hoạch từ bỏ Face ID có giá đắt và quay lại với Touch ID. Hầu như không có thông tin gì về thông số kỹ thuật của iPhone 9 Plus, nhưng có thể nó có cấu hình tương tự iPhone 9. Rất có thể iPhone 9 Plus sẽ được nâng cấp lên chip A14 Bionic được trang bị cho loạt iPhone 12 ra mắt mùa thu năm này.